đánh điểm khác nhau giữa lực lượng Delta và biệt đội siêu số 6 của Hoa Kỳ. Biệt đội siêu số 6, tên chính thức là nhóm triển khai chiến tranh đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ, Death Crew, và lực lượng Delta, tên chính thức là lực lượng đặc biệt hoạt động độc lập số 1, First Assault, là hai lực lượng vũ trang tinh nhuệ bậc nhất của Hoa Kỳ. Cả hai đều thuộc đơn vị sứ mệnh đặc biệt Special Mission Units hay SMU, được quản lý bởi Bộ Chỉ huy Chiến dịch Đặc biệt Joint Special Operations Command hay còn gọi là JSOC, và thực hiện các nhiệm vụ bí mật trên khắp thế giới. Mỗi đơn vị có thể thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, nhưng nhiệm vụ chính của họ là chống khủng bố. Vậy hai đơn vị này khác nhau ở điểm nào? Lực lượng Delta đã trừ khử tên khủng bố Abu Sayyaf thuộc lực lượng ISIS tại Syria, còn biệt đội siêu số 6 đã loại trừ trùm khủng bố Osama Bin Laden vài năm trước. Họ giống nhau đúng không? Hoàn toàn sai. Một cựu binh thuộc biệt đội siêu số 6 và một cựu thành viên giấu tên thuộc lực lượng Delta sẽ cho chúng ta biết 5 điểm mấu chốt. Thứ nhất, về phần tuyển chọn, lực lượng Delta là một lực lượng quân đội. Đơn vị này thường tuyển chọn thành viên từ các lực lượng đặc biệt và lính bộ binh. Tuy nhiên, họ thỉnh thoảng cũng tuyển chọn từ tất cả các lực lượng quân đội khác, bao gồm cả biên phòng và cảnh sát biển. Biệt đội siêu số 6 chỉ tuyển chọn thành viên từ các lực lượng siêu thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Nếu một ứng viên không vượt qua được vòng tuyển chọn khắc nghiệt, họ vẫn tiếp tục hoạt động trong cộng đồng siêu. Nhờ đó, các ứng viên có thể nhanh chóng áp dụng những gì được huấn luyện và bắt kịp. Thứ hai, huấn luyện. Cả hai đơn vị đều được trang bị các thiết bị hiện đại nhất và được huấn luyện kỹ lưỡng về kỹ thuật chiến đấu cận chiến, giải cứu con tin, thu thập mục tiêu giá trị cao và các dạng chiến dịch đặc biệt khác. Điểm khác biệt là biệt đội siêu 6 được huấn luyện mở rộng với các hoạt động trên biển do lực lượng này xuất thân từ hải quân. Mỗi đơn vị đều có thế mạnh và điểm yếu, không có đơn vị nào nổi trội hơn đơn vị nào. Thứ ba, văn hóa. Lực lượng Delta có thể có đa dạng các loại hình huấn luyện do có sự tổng hợp từ nhiều lực lượng quân đội khác nhau, trong đó có cả lực lượng siêu. Các thành viên thuộc Delta vẫn có thể được nhận huân chương từ các đơn vị cũ của mình sau khi gia nhập lực lượng này. Không quan trọng bạn đến từ đâu, mọi người bắt đầu từ con số 0, vì thế ai cũng như ai. Biệt đội siêu số 6 chỉ tuyển thành viên từ cộng đồng siêu, do đó chương trình tập luyện sẽ khắc nghiệt và mang tính cạnh tranh hơn. Mỗi cá nhân đều thấm nhuần bản sắc văn hóa và phương pháp huấn luyện riêng của siêu. Các ứng viên đã ứng tỏ bản thân mình khi đứng trong hàng ngũ của siêu. Vấn đề nằm ở việc bạn sẽ được huấn luyện thêm về trang thiết bị mới, chiến thuật và cách thức tiến hành. Thứ tư, nhiệm vụ. Nhìn chung, cả hai đơn vị đều có khả năng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt do JSOC đưa ra là ngang nhau. Một lần nữa, chính vì siêu số 6 được huấn luyện thêm về các chiến dịch đặc biệt trên biển, do đó họ thường nhận các loại nhiệm vụ như giải cứu người gặp nạn trên biển. Lực lượng Delta thì thường được giao nhiệm vụ như tìm kiếm Saddam Hussein và tiêu diệt Abu Mossad. Đây là hai đơn vị tinh nhuệ nhất mà quân đội Hoa Kỳ có. Thứ năm, xuất hiện trước truyền thông. Thành viên của hai đơn vị này được biết đến là siêu kín miệng và khét tiếng vì tính bí mật rất cao. Không may, đây là thời đại thông tin truyền thông liên tục 24/7 và tin tức có thể lộ ra từ chính người của chính phủ. Do đó, khó mà che giấu hoàn toàn những hoạt động bí mật của họ trước truyền thông. Trong khi cả hai đơn vị đều thực hiện những chiến dịch đặc biệt. Trong những năm gần đây, biệt đội siêu số 6 được biết đến rộng rãi hơn và thường bị xuất hiện trước các kênh truyền thông. Tất cả nhờ vào tin lộ ra từ chính quyền và có cả công của những bộ phim bom tấn của Hollywood như Zero Dark Thirty. Chúng tôi cực kỳ tuân thủ nguyên tắc kín miệng của mình. Nếu bất cứ ai hé môi, bạn có thể sẽ bị đưa vào danh sách đen, cựu thành viên lực lượng Delta nói.